Hiện tại kiếm một căn chung cư với giá 1 tỷ tư tại thành phố Hồ Chí Minh là không có nha các bạn. Và đây là một trong những chung cư còn sót lại. Với giá bán chỉ có 1 tỷ tư, các bạn đã có một căn 2 phòng ngủ, một toilet tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chung cư tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy đây là mặt tiền trước của căn chung cư này. Con đường đi vào chung cư nha các bạn. Đây là chung cư Happy City, nằm ngay đường Nguyễn Văn Linh, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh luôn nha các bạn. Hiện tại đang xây được 4 lốc rồi nha các bạn. Và vẫn còn nhiều lốc ở phía sau nữa. Chung cư Happy City này trực thuộc của tập đoàn CC One, tổng công ty xây dựng số 1 nha các bạn. Và hiện tại đã xây dựng được 4 lốc. Đối diện với căn chung cư này thì chúng ta sẽ có trường cao đẳng kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện xa xa thì chúng ta sẽ có trường Đại học Văn Lang và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cạnh bên hai cái trường đại học và một trường cao đẳng. Con đường trước mặt các bạn đang xem chính là con đường Nguyễn Văn Linh. Và cái tòa nhà bên phải, đây tòa nhà mình đang quay này, chính là trường cao đẳng kiến trúc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đối diện của căn chung cư này, con đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Phía xa xa kia là vào trung tâm thành phố. Và bên phải này, ngay ngã tư ở phía trước chính là đường quốc lộ 50 nha các bạn. Đường Nguyễn Văn Linh này thì đã quy hoạch ổn định rồi, gồm có 4 làn xe. Và hướng bên này là đường quốc lộ 50. Và đây là căn chung cư mà hôm nay chúng ta cùng khám phá. Đây là một trong những căn chung cư còn giá còn rẻ nhất tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Với giá 1 tỷ tư, các bạn đã sở hữu một căn chung cư 64m², 2 phòng ngủ, một toilet. Xung quanh của căn chung cư này thì có những khu nhà phố, nhà liền kề. Có những căn nhà phố, nhà biệt thự ở dưới đã xây rồi nha các bạn. Và đã xây và bàn nhau ở rồi. Và đây là con đường Nguyễn Văn Linh, từ nhìn từ trên xuống các bạn có thể nhìn thấy rất là sầm uất luôn. Và căn chung cư Happy City này nằm ngay mặt tiền của đường Nguyễn Văn Linh. Hiện tại vẫn còn rất nhiều lốc nữa đang chuẩn bị xây dựng. Và phía trong thì chúng ta sẽ có khu vực hồ bơi, siêu thị, rất là nhiều tiện ích nha các bạn. Vị trí đi lại cũng rất là thuận tiện, từ đây đi vào trung tâm quận nhất, quận 3, quận 5, quận 7 rất là gần luôn nha các bạn. Đây là một trong những căn chung cư có giá 1 tỷ tư còn sót lại tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại những căn chung cư như vậy nằm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết là bán trên 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi chứ các bạn. Riêng căn chung cư này vẫn còn sót lại với giá chỉ có 1 tỷ tư thôi. Và đây là đi vào căn chung cư này nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Ở phía bên phải này mình có thể làm khu vực bếp ở đây. Bên phải này, khu vực tựa tường này mình có thể làm một khu vực bếp hình chữ L ở đây. Đã có hệ thống đường ống nước. Trước giờ thì căn chung cư này anh chị chủ nhà mua và cho thuê nên vẫn chưa có làm bếp luôn nha các bạn. Nếu mình làm bếp thì mình sẽ làm khu vực bên phải này. Và phía trong sẽ là khu vực phòng khách. Và phía sau đó có một cái cửa thông ra khu vực phía sau, làm khu vực ra khu vực ban công để phơi áo quần. Và phía trong này sẽ là khu vực phòng khách nha các bạn, gồm có một cái cửa sổ. Và căn chung cư này có view ra hồ bơi rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, khu vực này mình có thể làm khu vực phòng khách ở đây nha các bạn. Và đây là view của căn chung cư này, nhìn ra một lốc đối diện và phía dưới sẽ là một khu vực hồ bơi rất là rộng rãi thoáng mát luôn nha các bạn. Căn chung cư này đặc biệt có rất là nhiều cây xanh và xung quanh cũng rất là nhiều cây xanh nên rất là mát mẻ luôn nha các bạn. Và đối diện là một lốc khác nha các bạn. Đó, phía xa xa bên kia là ra lại đường quốc lộ 50 nha các bạn. Và đây là căn phòng master có cái cửa sổ ra phía bên ngoài luôn nha các bạn, nên rất là thoáng mát luôn. Đây là căn phòng master, mình có thể mua về mà mình làm lại hệ thống đánh đèn vào nội thất thì sẽ căn nhà sẽ rất là đẹp luôn nha các bạn. Với giá 1 tỷ tư chia ra 64m² thì căn nhà này chỉ có hơn 20 triệu một mét vuông. Đây là một trong những căn nhà có giá bán rẻ nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh còn sót lại nha các bạn. Chỉ còn khu này mới còn giá 1 tỷ tư tới 64m², căn phòng 2 phòng ngủ giờ thôi nha các bạn. Còn lại tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tất cả các chung cư đều trên 2 tỷ rưỡi hết. Và phía trong này chúng ta vẫn còn một căn phòng nữa nha các bạn. Căn phòng này mình có thể làm căn phòng nhỏ cho con của quý chị và các bạn, mình có thể ở đây, căn phòng nhỏ. Ra có cái cửa sổ ra khu vực giếng trời. Và đây có một khu vực toilet. Ở phía sau mình có thể làm khu vực bồn tắm đứng và trước là khu vực toilet nha các bạn.
Các bạn hãy cùng ngắm căn nhà này lại một lần nữa. Đây là một trong những căn chung cư có giá bán rẻ nhất tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có giá 1 tỷ tư cho 64m², căn 2 phòng ngủ, 1 toilet, một cái ban công, tại chung cư Happy City ngay xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ngay góc quốc lộ 50, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0901 240 289. Ngoài ra, để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.